Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ 6 ngày 24 tháng 12 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp đại sứ nước Cộng hòa Belarus. Trích phát biểu của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn kiến nghị với Chính phủ một số nội dung tại buổi làm việc với Thủ tướng Chính phủ ngày 23 tháng 12. Trao giải báo chí quốc gia và giải báo chí Nguyễn Văn Linh. Cuộc thi tìm hiểu nông thôn mới giúp cho nông dân thêm kiến thức về xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Quán karaoke phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên vẫn mở, có 5 nhân viên dương tính với COVID-19. Nhân lễ Noel phản ánh về thực hiện giáo lý sống tốt đời đẹp đạo của các giáo xứ ở Phù Cử và Ân Thi. Quý vị và các bạn, sáng nay, đoàn công tác của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Belarus, ngài Vladimir Goshin về thăm làm việc tại tỉnh Hưng Yên với nội dung trao đổi, thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại song phương. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cảm ơn sự quan tâm ngài Đại sứ và doanh nghiệp Belarus đã về thăm và lựa chọn Hưng Yên để đầu tư. Đồng chí bày tỏ niềm vui được tiếp đón ngài đại sứ, khẳng định mối quan hệ tốt đẹp giữa tỉnh Hưng Yên với Belarus trong thời gian qua, đồng thời cam kết dành sự quan tâm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đơn vị về đầu tư nói chung và Belarus nói riêng, đồng thời giới thiệu khái quát về vị trí địa lý, công tác quy hoạch các khu công nghiệp để mời gọi đầu tư, các lợi thế về lao động của Hưng Yên và mong muốn sẽ tiếp tục được đón nhận các doanh nghiệp của Belarus. Đại sứ Belarus cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ của tỉnh với doanh nghiệp Belarus, thông báo tháng 3 tới, Thủ tướng Belarus sẽ thăm Việt Nam và muốn về thăm Hưng Yên, đồng thời muốn sự hợp tác nhiều hơn nữa cả về đầu tư sản xuất và thương mại với Việt Nam nói chung và Hưng Yên nói riêng, giữa hai tỉnh Hưng Yên và tỉnh Minsk, mong muốn được đón nhận các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Belarus. Đề nghị tỉnh tăng cường chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng, tiến độ phê duyệt quy hoạch sử dụng đất để doanh nghiệp triển khai. Hiện tại, tỉnh Hưng Yên có 2 dự án của Belarus gồm sản xuất lắp ráp ô tô và dự án sản xuất chế biến các sản phẩm về sữa với tổng giá trị trên 40 triệu đô la Mỹ. Cả hai đều nằm trên địa bàn xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động. Thưa quý vị và các bạn, tại cuộc làm việc của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hưng Yên hôm qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh thay mặt lãnh đạo tỉnh có 5 đề xuất kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành trung ương. Đây là các kiến nghị nhằm tháo gỡ những khó khăn về cơ chế chính sách để giúp Hưng Yên có được thuận lợi và tạo đột phá trong phát triển kinh tế xã hội. Kiến nghị thứ nhất đó là về phân cấp ủy quyền cho Ủy ban tỉnh Hưng Yên về quyết định quy hoạch các khu công nghiệp và quyết định cấp chứng nhận đầu tư cho các khu công nghiệp dưới 300 hectare. Đối với lại cụm công nghiệp cũng vậy. Các nhà đầu tư cũng rất muốn làm cụm công nghiệp chứ đâu ở cái vực nhỏ thôi. 75 hectare hoặc 150, 1-2 cụm công nghiệp làm thì hiện nay vẫn phải thỏa thuận với bộ ngành trung ương, thì cũng đây cũng là một cái rất khó khăn cho địa phương. Thời gian nó đâu thì ông rất là mong muốn cái này giao địa phương. Trước đây thì không có cái này, theo nghị định 1/5 Thủ tướng quyết định thì không có cái thỏa thuận, mà vừa năm 2018 thì cái nghị định 68 thì lúc đó là thỏa thuận Bộ Công Thương thôi, chứ trước đây là tỉnh quyết định hết. Hơn 10 hectare đất lúa thực hiện dự án thì cũng lại phải lên Thủ tướng, thì đây cũng là bước thủ tục hành chính cũng rất là dài. Đề nghị Thủ tướng và các bộ ngành liên quan cũng ủng hộ thu hồi đất theo quy hoạch mà các cấp có thẩm quyền phê duyệt thì rất là nhanh cho cái việc tiếp cận đất đai sớm. Xin chuyển đổi đến năm 2025 giảm khoảng 22.000 hecta từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp và tăng lên từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp khoảng 22.000 hecta, và đến 2030 thì đất nông nghiệp sẽ giảm khoảng 29.000, còn đối với lại cái khu công nghiệp giai đoạn 21-30 từ 1.306 hecta tăng lên khoảng 4.070 hecta, tức là tổng thành 5.437 hecta đối với diện tích khu công nghiệp, và cụm công nghiệp thì từ 325 hecta lên 2.300. Tức là tổng cộng từ khu công nghiệp và cụm công nghiệp khoảng hơn 8.000 ha trong cả giai đoạn. Chính đề nghị là Thủ tướng ủng hộ cái nội dung này
để cũng là phát triển riêng cho Hưng Yên và cũng là chung của toàn quốc. Tại sao? Vì Hưng Yên có rất nhiều cái điều kiện phát triển, vì giáp thủ đô Hà Nội mà không có được chuyển đổi mục đích từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp thì rất là khó khăn. Vidify có khu công nghiệp 500 hecta để 11 năm nay từ 2009. Hiện nay thì đã có văn bản là không có khả năng thực hiện được. Nếu mà cứ để như thế này thì đây là một cái thiệt hại cũng rất lớn với Hưng Yên, bởi đây là một cái điểm vị trí cũng tương đối đẹp, ngay cái cửa ngõ, cái đường nút giao từ soát vé xuống thì vị trí rất là thuận lợi. Mà các nhà đầu tư có năng lực, có kinh nghiệm rất là quan tâm. Nếu như thay đổi lại cái nhà đầu tư thì chắc chắn là chỉ trong khoảng 1 năm hơn 5 năm nó lắp đầy toàn bộ cái 500 hectare này và sẽ mang lại cho ngân sách khoảng từ 3 đến 5 ngàn tỷ ngân sách và sử dụng lao động có khoảng 100 ngàn lao động. Thì cũng đề nghị Thủ tướng, Chính phủ, các bộ ngành trung ương là ủng hộ thôi, dừng không cho Vidify thực hiện nữa và giao lại cho Hưng Yên để lựa chọn các nhà đầu tư có năng lực, có kinh nghiệm và báo cáo Thủ tướng chăm sóc quyết định. Bởi Vidify mà cứ để thế này thì cứ ôm mãi thế này thì khi mà kể cả thẩm định đến lấp đầy ấy, thì các bộ cứ đều là thẩm định là có 500 hecta này không lấp đầy thì cuối cùng là không cho Hưng Yên nữa. Tức là cứ thiệt đơn thiệt két, không có hướng để mở tiếp các cái khu công nghiệp tiếp theo. Vừa là khó khăn, vừa rồi là để đất lãng phí mà trong đó diện tích rất đẹp. Về cái quyết định 257 liên quan đến khu vực thôn lũ của các hệ thống sông Hồng, sông Ngọc, bất cập thứ nhất là cái tỷ lệ xây dựng là chỉ có 5% thôi, mà trong cái đó xây dựng tới 10 năm 2% đều được. Cái quy hoạch để làm cái khu dịch vụ ở cái vùng D đang xây dựng thì Bộ Nông nghiệp phanh không cho làm. Thế lý do là đây là ảnh hưởng quy hoạch thôn lũ. Thế trong cái đó thì cách đấy 4 km cái giáp sông thì nó có hàng trăm hộ gia đình ở hàng trăm năm nay, thì đề nghị là sửa cái nội dung này. Trước các đề xuất kiến nghị của tỉnh Hưng Yên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cơ bản nhất trí chủ trương phân cấp phân quyền mạnh mẽ hơn cho các địa phương, đồng thời giao cho các bộ ngành tiếp thu xem xét, nghiên cứu và tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có những quyết định cụ thể. Về phân cấp bổ sung quy hoạch và quyết định chủ trương đầu tư các dự án hạ tầng khu công nghiệp, thì cái này thì ủng hộ về cái chủ trương này thôi. Tuy nhiên là việc này thì liên quan đến nhiều luật, trong đó có luật đất đai đang sửa đổi, rồi giao cho Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài nguyên Môi trường nghiên cứu kiến nghị của tỉnh trong quá trình sửa đổi cái luật đất đai này, và nhiều tỉnh cũng thế này. Về phê duyệt cái quy hoạch cụm công nghiệp thì các ông chí khẩn trương làm cái quy hoạch, và quy hoạch của các ông chí là trong quý 2 năm 2022 là phải xong. Về phân quyền phân cấp cho các ông chí quyết định chuyển mục đích sử dụng các cái dự án sử dụng trên 10 hectare đất trồng lúa thì cái này thì đang sửa các cái luật, thì các ông chí cũng đề nghị có cái văn bản chính thức gửi cho Chính phủ để chúng tôi cập nhật vào, để chúng tôi đề nghị các cấp có thẩm quyền. Cái thứ hai là những cái việc thì vương quãng đến luật thì đoàn đại biểu Quốc hội các ông chí phải có trách nhiệm, khi mà dự thảo các cái luật thì các ông chí phải đề xuất từ thực tiễn đấy. Tôi nói phải bám sát vào thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, nó lấy thực tiễn làm thước đo này. Chuyển sử dụng mục đích đất nông nghiệp thì cũng thế, cũng vướng luật. Còn riêng cái chỗ bố trí cái đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp thì đề nghị anh Hà làm việc với tỉnh để bố trí làm sao cho nó hợp lý trong cái nghị quyết của Quốc hội đã phê duyệt rồi, nó hài hòa với các cái tỉnh. Có ưu tiên, tỉnh thì ưu tiên cho công nghiệp, tỉnh thì ưu tiên cho nông nghiệp, tỉnh thì ưu tiên cho dịch vụ. Thì cái này thì đồng chí Hà sẽ cụ thể hóa cùng với tỉnh và phải khẩn trương. Còn cái lựa chọn nhà đầu tư liên quan đến Vidify thì tôi đề nghị là cái chỗ này giao cho anh Phước chủ trì để báo cáo với lại Chính phủ trong tháng 1. Sơ kết cái 1261 ấy, trên cơ sở đấy chúng ta giải quyết dứt điểm cái vấn đề về ngân hàng phát triển, rồi vấn đề về Vidify, về điều chỉnh một số nội dung quy hoạch phòng chống lũ. Tôi đề nghị là sửa cái quyết định 257, còn cái gì vướng luật thì chúng ta tiếp tục để đề xuất. Chiều nay, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết nghị quyết số 21 ngày 22 tháng 11 năm 2020 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020. Dự tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Sau 8 năm triển khai nghị quyết pháp luật chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, hiện số người tham gia bảo hiểm xã hội trên 16 triệu người, tăng hơn 53% so với năm 2012. Trong đó, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tăng gấp 10 lần, đạt 1,1 triệu người. Riêng bảo hiểm y tế có gần 88 triệu người tham gia và vượt mục tiêu nghị quyết đề ra. Ngành bảo hiểm giải quyết chế độ hưu trí và trợ cấp hàng tháng cho trên 3,3 triệu người, trợ cấp thất nghiệp cho trên 6 triệu lượt người.
Trong tình hình dịch bệnh COVID-19, ngành bảo hiểm đã có nhiều biện pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người lao động. Về hạn chế, một số địa phương còn coi đây là nhiệm vụ riêng của ngành bảo hiểm. Tình trạng trục lợi bảo hiểm ngày càng tinh vi, số lao động nhận bảo hiểm một lần còn cao. Để hướng tới bảo hiểm toàn dân, đảm bảo an sinh xã hội, ngành bảo hiểm tiếp tục có nhiều sửa đổi mở rộng, đối tượng tham gia, không ngừng số hóa, tiếp tục giảm các thủ tục hành chính. Sáng nay, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức Hội nghị Báo chí Toàn quốc tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ. Năm 2021, các cơ quan báo chí đã tuyên truyền tập trung trọng tâm vào một số vấn đề lớn như Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 đưa nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, các thông tin bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng chống lại các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch. Báo chí đã thông tin kịp thời, nhanh chóng, chính xác về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Nhiều cơ quan báo chí đã thực hiện chuyển đổi số trong chuyên môn nghiệp vụ, đầu tư, nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí. Bên cạnh đó, vẫn còn một số hạn chế như nhiều thông tin phản ánh còn chậm, chưa phản ánh đầy đủ hoạt động đa dạng của cuộc sống. Nhiều cơ quan báo chí hoạt động không đúng tôn chỉ mục đích, tình trạng báo hóa tạp chí. Sáng qua, Hội Nhà báo Hưng Yên tổ chức lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 15, 2020 và trao giải báo chí Nguyễn Văn Linh lần thứ 3. Tới dự có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Giải báo chí quốc gia lần thứ 15 năm 2020, Hội Nhà báo Hưng Yên có hai tác phẩm được vinh danh gồm tác phẩm Fago 4.0 để người nông dân bứt phá của nhóm tác giả Ngọc Oanh, Phú Thái, Công Quyết, Việt Triều, Trần Trang, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, đoạt giải C, và tác phẩm loạt 3 bài Hưng Yên giải quyết điểm nghẽn trên đường đua chỉ số PCI đạt giải khuyến khích của nhóm tác giả Minh Nghĩa, Mai Nhung, Phạm Đăng, báo Hưng Yên. Đối với giải báo chí Nguyễn Văn Linh thu hút hơn 100 tác phẩm tham gia, trong đó có 30 tác phẩm đạt giải gồm 3 giải A, 6 giải B, 8 giải C và 13 giải khuyến khích. Phát biểu tại lễ trao giải, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh biểu dương những kết quả thành tích đã đạt được của đội ngũ những người làm báo trong thời gian qua, đặc biệt là những tác giả, nhóm tác giả vinh dự được nhận giải. Đồng chí nhấn mạnh, trong thành công chung của tỉnh có sự đóng góp của đội ngũ những người làm báo. Thời gian tới, đồng chí yêu cầu đội ngũ những người làm báo trong tỉnh cần tiếp tục trau dồi, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, nắm vững và tuyên truyền phổ biến sâu rộng kịp thời có hiệu quả các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Tuyên truyền sâu rộng có hình thức tôn vinh khen thưởng kịp thời để thu hút ngày càng nhiều những tác phẩm báo chí xuất sắc mang tính thời sự và có tác động xã hội sâu sắc. Hôm nay tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã tổ chức cuộc thi tìm hiểu xây dựng nông thôn mới tỉnh Hưng Yên năm 2021. Tham dự cuộc thi gồm có 9 đội đến từ các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Thành viên của các đội đều là những nhân tố tiêu biểu điển hình trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Rất là đặc biệt bởi vì chưa từ trước nay thì cũng chưa tổ chức được. Đến với hội thi thì chúng tôi rất là vui mừng và tại hội thi này thì chúng tôi mong muốn là học hỏi những cái cách làm hay của các đội bạn để về triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Thành công của chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Hưng Yên đã tạo ra diện mạo mới tươi sáng trên quê hương. Hưng Yên là tỉnh thứ 3 trong cả nước được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020. Theo kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, Hưng Yên rất nỗ lực phấn đấu hoàn thành mục tiêu đến hết năm 2025 có thêm 55-60 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 25-30 xã và ít nhất một huyện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Cuộc thi tìm hiểu nông thôn mới tỉnh Hưng Yên năm 2021 là một trong những hoạt động rất có ý nghĩa nhân kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên, đồng thời cũng là một hoạt động góp phần tuyên truyền nâng cao nhận thức trong chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hưng Yên. Thông qua cuộc thi này giúp cho các địa phương, các cơ sở có thể giới thiệu những các cái cách làm hay, những các cái nhân tố điển hình và những các cái linh hoạt sáng tạo của cơ sở cũng như của người dân trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Tham gia cuộc thi tìm hiểu
nông thôn mới tỉnh Hưng Yên năm 2021, các đội phải trải qua 3 phần thi là thi tài năng, thi kiến thức và thi trưng bày giới thiệu sản phẩm tiêu biểu của địa phương. Đánh giá là đội nào cũng xứng đáng để vào vòng chung kết. Riêng đối với huyện Kim Động thì chúng tôi đã chuẩn bị những tiết mục rất là đặc sắc để dự phòng cho chương trình chung kết. Tuy nhiên thì cũng chúc mừng đội nào vào chung kết, chúng ta sẽ có một buổi tối hôm nay tỏa sáng rực rỡ. Tôi thấy là các cuộc thi của các huyện tham gia cũng rất là đặc sắc. Nhưng mà trong cuộc thi chúng tôi cũng rất tin là cái chương trình tiết mục văn nghệ của huyện Văn Giang chúng tôi là sẽ tiếp vào vòng trong tối nay ạ. Vào sáng nay thì đã diễn ra vòng thi cụm phía Nam bao gồm các huyện Phù Cừ, Tiên Lữ, Ân Thi, Kim Động và thành phố Hưng Yên. Các vòng thi cụm phía Bắc thì diễn ra buổi chiều với các địa phương còn lại. Sau đó kết quả sẽ được tổng hợp và lựa chọn ra 4 đội nhất nhì từ 2 vòng để bước vào trận chung kết sẽ diễn ra vào tối nay. Thưa quý vị và các bạn, toàn tỉnh hiện có trên 20.000 người công giáo với gần 30 giáo xứ, phát huy tinh thần kính Chúa yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo. Những năm qua, các chức sắc đồng bào công giáo thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tạo sự đoàn kết lương giáo, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của địa phương. Gia đình giáo dân Lương Trọng Thành thuộc giáo xứ Cao Xá hiến trên 120m² đất thổ cư cùng nhiều tài sản khác trên đất để mở rộng đường. Ông Thành còn tích cực tuyên truyền nhiều gia đình giáo dân khác cùng thực hiện. Được biết đến nay đã có 76 gia đình giáo dân hiến đất làm đường với tổng diện tích gần 2.700m². Thực hiện cái lời kêu gọi của cha xứ cùng với cấp ủy đảng chính quyền địa phương thì chúng tôi đã đi đầu trong việc hiến đất, cũng là động viên bà con trong cái tuyến đường ấy để mà cùng nhau hiến đất, hiến tài sản trên đất để mở đường giao thông nông thôn. Giáo xứ Cao Xá, thị trấn Trần Cao có gần 1.300 giáo dân, đồng bào công giáo thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đô thị văn minh, đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Trong phát triển kinh tế, các gia đình công giáo tập trung đầu tư sản xuất kinh doanh, tích cực học tập, áp dụng khoa học kỹ thuật trong chuyển đổi cây trồng vật nuôi. Hiện nay, giáo xứ Cao Xá có 300 hộ giáo dân có thu nhập từ 150 đến 200 triệu đồng mỗi năm. Ngài đã kêu gọi giáo hội hiệp hành, đoàn kết, đường giáo là một cả. Công việc của giáo xứ hay của xã hội này, chúng ta đều phải có trách nhiệm. Linh mục cũng đã cùng đồng hành với cả Ủy ban Nhân dân, rồi đồng hành với xã hội, tuyên truyền vận động giáo dân thực hiện rất tốt về công tác phòng chống dịch và cũng tham gia tích cực là ủng hộ, đóng góp vào cái quỹ phòng chống Covid của địa phương, là đóng góp được trên 50 triệu. Để ủng hộ cho đồng bào ở các tỉnh miền Nam. Tại giáo xứ Đào Xá, xã Đào Dương, hiện có hơn 300 giáo dân không chỉ chung tay cùng địa phương nâng cao các tiêu chí nông thôn mới, mà còn tuyên truyền vận động các hộ công giáo xây dựng xứ họ đạo tiên tiến, gia đình công giáo gương mẫu, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới tiệc tang. Ở lễ Noel năm nay thì không được mở tưng bừng như mọi năm, các phần hội, tức là phần hoan ca văn nghệ không có tổ chức nữa. Thông báo cho rộng rãi cho bà con giáo dân là nên ở nhà tham dự thánh lễ trực tuyến. Một mùa Noel nữa lại về, các nhà thờ đã được trang hoàng lung linh, rực rỡ, mang đặc trưng rất riêng của xứ đạo. Đồng bào công giáo tại tỉnh Hưng Yên luôn nêu cao mục tiêu sống tốt đời đẹp đạo, tích cực tham gia xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng quê hương giàu đẹp. Thưa quý vị và các bạn, sau đây là công văn của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc không tổ chức hoạt động tập trung đông người dịp lễ Noel, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2022 và quản lý bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ mắc COVID-19. Thực hiện thông báo số 347 ngày 22 tháng 12 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ nhằm đảm bảo thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch dịp lễ Noel, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2022, đồng thời quản lý bảo vệ nhóm người trên 50 tuổi, người có bệnh nền, người chưa được tiêm chủng hoặc chưa tiêm chủng đầy đủ, thuộc nhóm nguy cơ mắc COVID-19. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban Nhân dân huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo không tổ chức các hoạt động tập trung đông người, nhất là vào dịp lễ Noel, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2022, đồng thời tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm. Các cơ quan đơn vị địa phương yêu cầu cán bộ, công chức, người lao động và người dân không đi ra tỉnh ngoài, không tập trung đông người trong những ngày nghỉ lễ.
Sở Thông tin và Truyền thông, báo Hưng Yên, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên tăng cường truyền thông yêu cầu người dân sinh hoạt, đi lại, vui chơi, đặc biệt trong những ngày nghỉ lễ Tết, tuyệt đối tuân thủ đúng và đầy đủ quy định 5K theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Sở Y tế chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan, Ủy ban Nhân dân huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện hiệu quả các biện pháp quản lý bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ mắc COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế nhằm hạn chế lây nhiễm, phát hiện sớm để điều trị kịp thời, hạn chế thấp nhất nguy cơ tử vong. Thay mặt Ủy ban Nhân dân, ký thay Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Duy Hưng. Vừa qua, tổ công tác của Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên phát hiện quán karaoke Ruby One có địa chỉ tại đường Phạm Hồng Thái, phường Hiến Nam đang tổ chức cho khách hát. Sau khi lấy mẫu xét nghiệm, có 5 nhân viên tại quán có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Mặc dù đang trong thời gian tạm dừng các hoạt động để phục vụ công tác phòng dịch COVID-19, song tại thời điểm kiểm tra quán karaoke tổ chức cho 8 khách hát, cả 5 trường hợp dương tính đều là nhân viên của quán. Sáng ngày 23 tháng 12, lực lượng chức năng đưa các trường hợp F0 đi điều trị, lập biên bản và phong tỏa quán karaoke trên, đồng thời tổ chức lấy mẫu test nhanh các trường hợp liên quan. Trong một thời gian ngắn, lực lượng chức năng đã phát hiện 2 quán karaoke trên địa bàn phường Hiến Nam cố tình vi phạm công tác phòng chống dịch COVID-19, gồm quán karaoke Ruby One và quán karaoke Amigo. Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh phối hợp với Công an thị xã Mỹ Hào, Đội Quản lý Thị trường số 4 Cục Quản lý Thị trường tỉnh và Trạm Thú y thị xã Mỹ Hào vừa phát hiện 3 vụ vận chuyển sản phẩm động vật không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Tại tổ dân phố Lỗ Xá, phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào, lực lượng chức năng phát hiện Trịnh Duy Chức, sinh năm 1984 ở phường Nhân Hòa, điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 89C08516, vận chuyển 300 kg thịt lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tiếp đó, tại xã Lạc Đạo và xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm, lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện 610 kg mỡ lợn đã bốc mùi hôi thối và 1.100 kg lòng lợn không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Hiện cơ quan chức năng đã hoàn thiện hồ sơ xử lý vi phạm và tiêu hủy toàn bộ số sản phẩm động vật nêu trên. Mời quý vị và các bạn tiếp tục chương trình với phần tin quốc tế. Liên quan tới biến thể Omicron đang lây lan rất nhanh trên quy mô toàn cầu, Cơ quan An ninh Y tế của Anh ngày 23 tháng 12 đã công bố một nghiên cứu mới nhất chỉ ra những tín hiệu tích cực rằng người nhiễm biến thể Omicron có nguy cơ nhập viện thấp hơn lên tới 70% so với người nhiễm biến thể Delta. Cơ quan An ninh Y tế Anh thông báo, một nghiên cứu mới nhất về số ca nhiễm Omicron tại Vương quốc Anh cho thấy người nhiễm Omicron có nguy cơ phải điều trị tích cực thấp hơn từ 31-45% so với người nhiễm Delta, trong khi nguy cơ nhập viện thấp hơn từ 50-70%. Tuy nhiên, cơ quan trên cũng lưu ý rằng đây chỉ là kết quả sơ bộ và không chắc chắn vì dựa trên một số ít các mẫu phẩm của các ca Omicron phải nhập viện đến thời điểm này. Một nghiên cứu trước đó của Anh và Nam Phi cũng đưa ra tín hiệu tích cực tương tự, song nhấn mạnh một khi bệnh nhân phải nhập viện thì không có sự khác biệt về nguy cơ mắc bệnh nặng. Mỹ vừa tiếp tục cấp phép thêm cho một thuốc kháng virus SARS-CoV-2 mới là sản phẩm của hãng dược phẩm Merck, một ngày sau khi cấp phép cho sản phẩm của hãng Pfizer. Thuốc uống của hãng dược Merck được gọi là Monopiravir được cấp phép cho những người có kết quả xét nghiệm dương tính, có nguy cơ cao mắc bệnh nặng và ít nhất 18 tuổi. Thuốc được uống theo liệu trình 2 lần mỗi ngày trong 5 ngày. Các thử nghiệm lâm sàng cho thấy thuốc viên điều trị COVID-19 của Merck làm giảm 30% nguy cơ nhập viện và tử vong do virus SARS-CoV-2. Trước đó, ngày 22 tháng 12, FDA đã cấp phép sản xuất thuốc viên kháng virus điều trị COVID-19 đầu tiên của Mỹ cho Palovit của Pfizer. Trong các thử nghiệm lâm sàng, phương pháp điều trị của Pfizer làm giảm 89% nguy cơ nhập viện và tử vong khi uống thuốc trong vòng 3 ngày kể từ khi bắt đầu xuất hiện các triệu chứng. Do lo ngại về sự gia tăng các trường hợp nhiễm biến thể Omicron, chính quyền thủ đô Bangkok của Thái Lan đã quyết định hủy bỏ các hoạt động đếm ngược để chào đón năm mới, vốn đã được lên kế hoạch từ trước. Chính quyền Bangkok cho hay, quyết định của thành phố đã tính đến sự gia tăng nhanh chóng của các ca nhiễm biến thể mới Omicron tại Thái Lan, cũng như các khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới rằng các quốc gia nên tạm dừng tổ chức lễ đón năm mới. Thành phố Bangkok trước đó đã lên kế hoạch tổ chức các sự kiện đếm ngược để thu hút du khách, tuy nhiên tất cả đã bị hủy bỏ.
Ngoài các sự kiện đếm ngược đón năm mới, các nghi lễ tôn giáo cũng sẽ không được tổ chức để đảm bảo sự an toàn cho người dân. Ngoài ra, các thành phố cũng tiếp tục khuyến cáo người dân tránh tụ tập đông người trong kỳ nghỉ lễ dài để giảm nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Trong bài phát biểu tại phiên bế mạc kỳ họp thứ 8 Quốc hội Cuba khóa 9 vào ngày 23 tháng 12 vừa qua, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel đã nhấn mạnh vai trò của việc thu hút đầu tư nước ngoài, thúc đẩy sản xuất trong nước để giảm sự phụ thuộc vào sản phẩm nhập khẩu và tăng cường xuất khẩu để phục hồi kinh tế của đất nước. Chủ tịch Cuba Díaz-Canel kêu gọi giải quyết các vấn đề nội bộ cũng như những định kiến và lo ngại sai lầm cản trở việc thúc đẩy các khoản đầu tư vốn nước ngoài. Thu hút đầu tư nước ngoài có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với nền kinh tế của Cuba trong bối cảnh cuộc khủng hoảng ngày càng trầm trọng mà nguyên nhân là các lệnh cấm vận gắt gao do Mỹ áp đặt, đại dịch COVID-19 ảnh hưởng toàn cầu cũng như yếu tố khác. Theo ước tính, Cuba cần hơn 2 tỷ đô la Mỹ mỗi năm từ các khoản đầu tư nước ngoài để có thể thúc đẩy sản xuất, tạo ra nguồn hàng xuất khẩu và thay thế các nguồn nhập khẩu, từ đó duy trì nền kinh tế của mình. Cựu Tổng thống Hàn Quốc bà Park Geun-hye vừa được Tổng thống Moon Jae-in ban lệnh ân xá đặc biệt nhân dịp năm mới sau khi bị kết án tới 22 năm tù giam vì một số tội danh, trong đó có tội tham nhũng. Lệnh ân xá dành cho cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye được xem xét trên cơ sở thực tế tình trạng sức khỏe của bà đã xấu đi nhanh chóng. Trong năm nay, cựu chính trị gia 69 tuổi đã phải nhập viện tới 3 lần do thoát vị đĩa đệm và đau vai. Cựu Tổng thống Hàn Quốc, bà Park Geun-hye, bị phế truất và luận tội vào năm 2017, sau đó bị kết án 22 năm tù giam vì tội tham nhũng, nhận hối lộ và lạm dụng quyền lực. Công ty năng lượng Ørsted của Đan Mạch thông báo, trang trại điện gió ngoài khơi lớn nhất thế giới của họ có tên là Hornsea 2 lắp đặt tại Anh đã bắt đầu sản xuất những kilowatt điện đầu tiên. Theo dự kiến, Hornsea 2 sẽ đi vào hoạt động đầy đủ vào năm sau và trở thành trang trại điện gió ngoài khơi lớn nhất trên thế giới, cung cấp đủ điện cho 1,3 triệu hộ gia đình tại Anh. Dự án Hornsea 2 được thông qua vào năm 2016 với công suất thiết kế là 1,32 gigawatt điện, vượt qua kỷ lục trước đó của dự án Hornsea 1 bắt đầu hoạt động thương mại năm ngoái với công suất là 1,2 gigawatt, cung cấp điện cho hơn 1 triệu hộ gia đình tại Anh. Trong tương lai, trang trại điện Hornsea 3 sẽ tiếp tục sản xuất điện phục vụ 2 triệu hộ gia đình và trang trại Hornsea 4 đang trong giai đoạn lên kế hoạch. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.